Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế không gian quán. Thì thứ nhất, thiết kế không gian quán các bạn phải chọn màu sắc để tạo cho sự thành công. Màu sắc rất là quan trọng. Nếu các bạn phối màu mà khi mà khách hàng họ vô họ bắt mắt, họ nhìn thấy đẹp thì họ sẽ ấn tượng cái quán của mình. Thứ nhất là màu đỏ là màu mạnh mẽ và năng động. Màu cam thì tạo ra sự hứng thích thú, kích thích sự trẻ trung. Màu vàng thì tượng trưng cho sự hạnh phúc. Màu vàng rất tươi tắn, sáng sủa. Màu vàng mang đến ấm áp và rạng rỡ. Màu vàng thích hợp để thu hút sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là khi đi chung với màu đen. Màu xanh lá cây thể hiện sự điềm đạm, yên tĩnh. Màu xanh lá cây là tượng trưng cho sức khỏe tốt nè, sự tươi mát nè. Và nó là một màu của thiên nhiên, màu xanh lá còn là một màu của hy vọng. Màu nâu là sự nam tính, đẳng cấp và chuyên nghiệp. Màu đen thì nó biểu hiện sự tinh tế nè, thích hợp cho sản phẩm chất lượng cao. Màu đen có thể làm nổi bật tất cả màu xung quanh. Màu trắng thì tạo cho một cảm giác sáng, yên lặng, trầm tĩnh. Màu trắng thích hợp với màu sắc khác, giúp cho màu này nó có cảm giác là sâu lắng hơn và toàn vẹn hơn. Màu hồng thì tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, nữ tính, tình cảm và sự thầm kín. Màu hồng thể hiện sự thầm kín nè, màu hồng thể hiện sự chuyên nghiệp và sự thành công. Thì cách trang trí như thế nào? Thì mình có thể là treo ảnh trên tường hoặc dán giấy 3D. Thì hiện giờ tất cả các quán cà phê đa số là họ là dán giấy 3D rất là nhiều nè, hoặc họ vẽ trực tiếp lên những bức tường luôn, hoặc họ trang trí những cái ảnh. Ngoài ra còn có mình có thể trang trí là cây cảnh, là cây cảnh thì trong đó có cây thiệt và cây giả. Rồi mình trang trí có đèn màu như là đèn tam giác, đèn tròn, đèn lục giác, đèn che đan, đèn thả khung, lập phương, đèn led ha. Thì đây là những cách trang trí hầu như căn bản các quán cà phê đều dùng tới hiện nay. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.